Thưa các bạn, đọc một bài thơ nhiều ẩn ý, cũng như nghe một bản nhạc không lời hay đứng trước một bức tranh lạ, nếu có ai đó nói trước đôi điều về nó thì thật là an tâm. Nhưng nếu không có điều đó, trong nhiều trường hợp lại tốt hơn. Nó khuyến khích người thưởng ngoạn tưởng tượng nhiều hơn, cảm nhận nhiều hơn, và vì vậy biết đâu tác phẩm sẽ hay hơn, nhiều sắc màu hơn, đẹp hơn. Xin mời các bạn nghe và cảm nhận bài thơ của nhà thơ Nguyên Bình đăng tải trên Văn nghệ Bà Rịa Vũng Tàu, bài thơ Tro Than. Vâng, tro than chứ không phải tro tàn đâu, thưa các bạn. Ở đây có thể có hoang vu nhưng không thể lạnh lẽo, và hình như còn có cả người đẹp nữa. Này thi khách, lại đây bên bếp lửa, âm ỉ chờ người đến tự thiên thu. Mau hơ ấm bàn tay đời cõng lạnh, em với người tình tự với hoang vu. Mùa ly biệt lá xanh xưa từng chiếc, cúc quỳ vàng rời rợi khắp mùa trăng. Tim quá bùa thềm heo may bật khóc, lệ sụt sùi trở dạ đã trăm năm. Có hề chi những đêm dài buông gió, tóc pha sương gồi mãi tháng năm chờ. Em lặng lẽ gấp nếp nhăn thế kỷ, gói ghém tủi hờn từ độ sinh ly. Thời gian xám xanh như dòng nước mắt, lăn tàn tro qua cơm áo nhọc nhằn. Em đốt cháy xuân thì tìm hư ảo, chưa một lần khâu vá nỗi ăn năn. Người chưa qua và người không ghé lại, đêm nay rồi đêm nữa sẽ đông sang. Bếp lửa tàn lúc nửa khuya về sáng, sớm mai này em góp nhặt tro than.